Xin chào, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về nguồn gốc của các công thức tính thể tích. Đây là một dự án mà tôi đã thực sự muốn làm từ lâu, nhưng vì việc trình bày các cảnh trong không gian 3 chiều gặp nhiều khó khăn và thách thức về mặt kỹ thuật. Và cho đến thời điểm này, khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, xin mời tất cả các bạn cùng tôi quay ngược thời gian, trở về quá khứ để tìm hiểu xem các nhà toán học xưa kia đã xây dựng nên chúng như thế nào nhé. Thể tích của một vật thể là lượng không gian mà nó chiếm giữ. Để xây dựng các công thức tính thể tích của các hình khối như ngày nay, ban đầu người ta đưa ra một số quy ước cơ bản. Những quy ước này còn được gọi là các tiên đề về thể tích. Chúng bao gồm: thứ nhất, khối lập phương có cạnh bằng một đơn vị sẽ có thể tích là một đơn vị thể tích. Về mặt đại số, các đơn vị thể tích này là lập phương của các đơn vị độ dài tương ứng, chẳng hạn như 1 cm khối, 1 dm khối, vân vân. Thứ hai, nếu một vật thể được chia thành hai hoặc là nhiều phần nhỏ không giao nhau ngoại trừ phần biên thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các phần nhỏ đó. Thứ ba, nếu hai vật thể có thể trùng khít hoàn toàn với nhau thông qua một phép rời hình trong không gian như phép quay, phép tình tiến, vân vân thì chúng có cùng thể tích. Bây giờ, từ hệ tiên đề này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguồn cội của các công thức tính thể tích của các hình khối. Hãy bắt đầu với thể tích của hình hộp chữ nhật. Giả sử chúng ta có một hình hộp chữ nhật với các kích thước lần lượt là A, B và C đơn vị. Không mất tính tổng quát, giả sử A bằng 3, B bằng 4 và C bằng 5. Để tính thể tích của hình hộp chữ nhật này, chúng ta chia nó thành các khối lập phương có cạnh bằng một đơn vị. Lúc này, không quá khó để nhận thấy rằng toàn bộ hình hộp đã được chia thành 3 x 4 x 5 bằng 60 khối lập phương. Theo tiên đề thứ hai, thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ bằng tổng thể tích của các khối lập phương. Và theo tiên đề thứ nhất, mỗi khối lập phương có thể tích bằng một đơn vị thể tích. Vì vậy, thể tích của khối hộp chữ nhật sẽ bằng 3 nhân với 4 nhân với 5 bằng 60 đơn vị thể tích. Khái quát hóa lên, với một hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là A, B, C thì sẽ có thể tích bằng A nhân B nhân C. Để ý thêm rằng, nếu ta gọi H là chiều cao của hình hộp chữ nhật và B là diện tích đáy thì khi đó tích A nhân B nhân C sẽ được viết lại bằng B nhân H. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật cũng có thể được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xây dựng công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng. Quá trình này sẽ được xây dựng từng bước một dựa trên hình dạng của mặt đáy, bắt đầu từ hình chữ nhật cho đến tam giác vuông, rồi tam giác thường, sau đó mở rộng ra cho đáy là một đa giác bất kỳ và cuối cùng là hình tròn. Ý tưởng này được xây dựng tương tự như cách mà chúng ta đã làm trong quá trình xây dựng các công thức tính diện tích của các hình phẳng. Bạn còn nhớ chứ? Mọi thứ bắt đầu từ hình vuông và sau đó là diện tích của hình chữ nhật được xây dựng dựa trên diện tích của các hình vuông. Diện tích tam giác vuông thì bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật. Diện tích tam giác thường thì bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông. Và cuối cùng, diện tích của một đa giác bất kỳ thì bằng tổng diện tích của các tam giác thường cấu thành nên nó. Tất cả những công thức ấy được trình bày một cách có hệ thống. Và giờ đây, để xây dựng nên các công thức tính thể tích, chúng ta chỉ cần mở rộng ý tưởng ấy thêm một chiều nữa. Với một hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật, thực chất nó chỉ là một tên gọi khác của hình hộp chữ nhật. Vì vậy, thể tích của nó bằng đường cao nhân với diện tích đáy.
Nếu cắt lăng trụ này bởi một mặt phẳng đi qua hai đường chéo của đáy, ta có thể chia nó thành hai khối lăng trụ khác có thể tích bằng nhau. Mỗi khối lăng trụ có đáy là tam giác vuông, vì vậy thể tích của mỗi khối sẽ là B nhân với H chia cho 2. Để ý rằng mỗi khối lăng trụ tam giác có đáy bằng một nửa đáy của hình lăng trụ ban đầu. Do đó, nếu ta gọi B1 là diện tích đáy của mỗi lăng trụ tam giác, thì B1 chính là bằng B phần 2. Vì vậy, thể tích của khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông sẽ bằng đường cao nhân với diện tích đáy của nó. Như vậy là chỉ bằng cách phân chia khối lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật, chúng ta có thể xây dựng nên công thức tính thể tích cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Tiếp tục với ý tưởng đó, với một khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác thường, bạn cũng có thể chia nó thành hai khối lăng trụ mới có đáy là tam giác vuông. Cuối cùng, với lăng trụ đứng có đáy là đa giác bất kỳ, bạn có thể chia nó thành các khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác. Và dù hình dạng của đáy như thế nào đi nữa, thể tích của nó vẫn luôn bằng đường cao nhân với diện tích đáy. Bây giờ, giả sử tôi đưa cho bạn 3 nhóm đồng xu có cùng số lượng và để bạn xếp chồng mỗi nhóm theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn, có thể ngay ngắn, có thể không. Và rồi, khi nhìn vào những khối đồng xu đã xếp, bạn nhận thấy điều gì về thể tích của chúng? Rõ ràng là việc bạn xếp chồng các đồng xu theo cách nào đi nữa cũng không làm thay đổi tổng thể tích của mỗi khối. Dù đứng hay nghiêng, chỉn chu hay lệch lạc, thể tích của mỗi khối vẫn đều bằng tổng thể tích của các đồng xu cộng lại. Và vì ba khối có cùng số lượng đồng xu nên thể tích của chúng là như nhau. Nội dung này cũng chính là điều mà nhà toán học người Ý Cavalieri đã trình bày trong tác phẩm của mình vào năm 1635. Cavalieri kết luận rằng nếu hai hình khối được đặt giữa hai mặt phẳng song song và tại mọi độ cao, mặt phẳng song song với hai đáy, cắt hai khối tạo thành những mặt cắt có diện tích bằng nhau thì thể tích của chúng bằng nhau. Khi bạn có hai khối lăng trụ có cùng diện tích đáy và chiều cao thì ở bất kỳ độ cao nào, mặt phẳng song song với hai đáy đều cắt chúng thành những thiết diện có diện tích bằng nhau. Vì vậy, dù lăng trụ đứng hay là nghiêng, thể tích của nó vẫn không thay đổi. Nói cách khác, thể tích của lăng trụ xiên vẫn được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Công thức này hoàn toàn giống như lăng trụ đứng. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thể tích của hình chóp. Có thể bạn đã biết thể tích của một hình chóp thì bằng 1/3 đường cao nhân với diện tích đáy. Nhưng nếu tôi hỏi bạn tại sao lại là 1/3 thì nhiều học sinh có thể không trả lời được. Đây là một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn và chúng ta hiếm khi bận tâm đưa ra bằng chứng vì nhìn chung nó vượt quá khả năng tiếp nhận của học sinh ở bậc trung học. Đã có nhiều bài viết chứng minh cho công thức này. Từ việc phân chia một khối lập phương thành 6 khối chóp bằng nhau có đỉnh nằm ở tâm của mỗi khối lập phương, hay là việc chia một hình lăng trụ tam giác thành 3 khối chóp có thể tích bằng nhau. Tuy nhiên, những điều đó vẫn chưa khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất là nó vẫn chưa chỉ ra được bằng chứng cho tất cả các trường hợp. Và hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người về góc nhìn của mình cho việc xây dựng công thức tính thể tích của hình chóp. Một cách nhìn mà tôi nghĩ là nhiều học sinh có thể tiếp cận được. Với một khối chóp bất kỳ, để tính thể tích của nó, ý tưởng là cắt khối chóp này bởi những mặt phẳng song song với đáy và cách đều nhau. Giả sử chúng ta cắt nó thành n phần, và để cho tiện, tôi sẽ đánh số các phần đó lần lượt từ 1 cho đến n. Lúc này bạn sẽ thấy, ngoại trừ phần đầu tiên là một hình chóp, tất cả những phần còn lại đều là những hình chóp cụt. Bây giờ, hãy xem xét một khối chóp cụt bất kỳ trong số chúng, giả sử là khối thứ K. Hiện tại, vẫn còn một sự chênh lệch đáng kể giữa hai đáy của hình chóp cụt này. Tuy nhiên, khi số lượng lát cắt tăng lên, độ dày của mỗi lát cắt theo đó cũng sẽ giảm xuống. Lúc này,
sự chênh lệch diện tích giữa hai đáy của mỗi hình thóc cụt gần như không đáng kể, nghĩa là ta có thể xấp xỉ thể tích của hình thóc cụt này bởi thể tích của một hình trụ. Điều này cũng đúng với lát cắt đầu tiên. Nếu gọi H là chiều cao của hình chóp ban đầu, vì chúng ta chia nó thành N lát cắt, nên chiều cao của mỗi lát cắt sẽ là H chia cho N. Bây giờ, việc còn lại là tìm cách tính diện tích đáy của nó. Khi bạn cắt hình chóp bởi những mặt phẳng song song với đáy, bạn sẽ thu được thiết diện là những đa giác đồng dạng với nhau. Nhưng tại sao chúng lại đồng dạng? Vì tồn tại một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia. Bạn biết phép đồng dạng ở đây là gì không? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Trên hình vẽ, hai đa giác AK, BK, CK, DK, EK và AB, CDE nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau, nên tỷ số diện tích giữa chúng bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Khi đó, BK chia cho B sẽ bằng SBK chia cho SB tất cả bình phương. Bây giờ, gọi H là chân đường cao hạ từ S xuống mặt đáy và HK là hình chiếu của BK lên SH. Lúc này ta sẽ có SBK chia cho SB tất cả bình phương sẽ bằng SHK chia cho SH tất cả bình phương. Hơn nữa, vì chúng ta chia SH thành N đoạn bằng nhau, mỗi đoạn có độ dài bằng DX và SHK chứa K đoạn, nên SHK sẽ bằng K lần nhân với DX và SH sẽ bằng N lần nhân với DX. Rút gọn kết quả ta thu được bằng K chia cho N tất cả bình phương. Như vậy, BK sẽ bằng B nhân với K phần N tất cả bình phương. Trong đó, BK là diện tích đáy của lát cắt thứ K và B là diện tích đáy của hình chóp ban đầu. Lúc này, thể tích của lát cắt thứ K sẽ bằng diện tích đáy BK nhân với chiều cao của nó, tức là nhân với DX. Bây giờ, thay DX bởi H chia cho N và biến đổi một chút, ta thu được VK thì bằng B nhân với H nhân cho K bình phương chia cho N mũ 3. Thể tích của hình chóp ban đầu sẽ bằng tổng thể tích của các lát cắt từ 1 cho đến N. Đặt B nhân H ra làm thừa số chung, rồi cộng các phân số có cùng mẫu lại với nhau. Bây giờ, chúng ta cần tìm cách tính tổng bình phương các số từ 1 đến N xuất hiện ở tử số. Bạn có thấy tổng này quen thuộc không? Nếu bạn đã từng học chứng minh bằng quy nạp, có lẽ bạn đã từng thấy đẳng thức này trước đây. Nhưng cả khi bạn chưa thấy nó bao giờ, đừng lo lắng, đây là một cách chứng minh nhanh mà không cần tới quy nạp. Với K là số thực tùy ý, ta có đẳng thức K mũ 3 trừ đi K trừ 1 tất cả mũ 3 thì bằng 3K bình phương trừ 3K cộng 1. Việc chứng minh điều này khá đơn giản. Chỉ cần khai triển hàng đẳng thức ở vế trái rồi thu gọn, bạn sẽ thu được đúng biểu thức ở vế phải. Áp dụng đẳng thức này cho các giá trị của K từ 1 cho đến N, ta thu được một dãy các đẳng thức. Khi cộng vế theo vế tất cả các đẳng thức đó, các số hạng đối nhau ở vế trái sẽ triệt tiêu lẫn nhau và cuối cùng chỉ còn lại N mũ 3. Ở vế phải, chúng ta thu được đến đây, ngoài tổng bình phương các số từ 1 cho đến N chính là thứ mà chúng ta đang cần tính, còn xuất hiện thêm tổng các số từ 1 cho đến N. Đây là một tổng rất quen thuộc mà có lẽ ai cũng đều biết, và đây là một bằng chứng đẹp cho nó mà không cần lời giải thích nào thêm. Phần việc còn lại chỉ là thực hiện một vài phép biến đổi nhỏ để thu được tổng mà chúng ta cần tính.
Bây giờ, hãy quay lại với vấn đề chính. Thay tổng bình phương các số từ 1 đến n vào biểu thức ban đầu, ta thu được. Lấy giới hạn hai vế. Biến đổi một chút để đưa giới hạn vế phải về dạng cơ bản. Cuối cùng, ta thu được tổng thể tích của các lắp cắt chính là bằng 1/3 b nhân h. Từ đó ta kết luận thể tích của một hình chóp thì bằng 1/3 tích của đường cao nhân với diện tích đáy. Dù các bước lập luận khá dài nhưng kết quả thu được thật sự xứng đáng, phải không? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thể tích của các khối tròn xoay, bạn có thể xem thêm video về tích phân và các ứng dụng của nó. Có một số bằng chứng đẹp cho các công thức tính thể tích của khối tròn xoay mà tôi đề cập ở đó. Bạn có thể tìm thấy đường link trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!